Đã nói rồi mà sao cô chịu khó quá vậy? Cậu bảo không có muốn gặp cô. Dì Lệ, cho hộp sữa con bò đi, đói bụng quá à. Anh Bảo, cậu xuống đây chi vậy? Sao cậu không chịu trên phòng đi? Thôi, cho hộp sữa con bò đi, uống xong rồi lên trên phòng đi, đi. Anh Bảo, anh đi chơi với em đi, rồi em sẽ mua sữa cho anh uống nha. Cậu Bảo, bây giờ em dẫn anh ra ngoài công viên chơi, cái chỗ lần trước em với anh chơi với cà ní đó. Đi công viên chơi hả? Nhưng mà cho dì Lệ theo được không? Chứ dì Lệ không đi theo trong chừng Bảo bị bắt cóc rồi sao? Đúng rồi, thì tôi phải đi theo, tôi giữ con Bảo chứ. Ừ, vậy dì Lệ đi theo đi. Bây giờ anh muốn gì em cũng chịu hết, chỉ cần anh đi với em là được. Hí, đi công viên chơi nha. Đi công viên chơi, đi công viên chơi. Con Bảo. Kéo xài đi. Anh Bảo có sao quá à. Đứng dậy đi, cùng qua đây với em nè. Đây, em có mua sữa cho anh nè. Anh uống vô cho thông minh, rồi sẽ nhớ ra những gì mà em sắp kể với anh. Uống sữa con bò cho thông minh ha. À, dì Lệ, tự nhiên con thấy khát nước quá à. Dì Lệ đi mua nước giúp con nha. Đây, con đưa tiền cho dì nè. Dì Lệ muốn ăn, muốn uống gì á thì dì cứ mua đi. Con nghĩ là chắc mình sẽ ngồi đây tới 2 giờ đó. Con muốn kể cho anh Bảo nghe những chuyện cũ của tụi con. Tôi thấy sẵn tôi mua bánh mì ăn luôn nha cô. Dì cứ tự nhiên đi. Tôi đi. Kiểu này mình đi tới chiều rồi dòng lệ vẫn còn kịp. Sao Bảo thấy chóng mặt quá vậy? Anh Bảo bị sao vậy? Chóng mặt quá. Cậu Bảo ơi, cô Châu ơi.